rất là tốt. Từ nhỏ thì em đã mồ côi cha mẹ, giờ đã nhờ anh săn sóc cho tới nay. Anh cười gì đó? Anh cười là vì mắt đái, không phải là ý muốn của anh. Thành ra mỗi khi anh mắt đái là tự nhiên anh mắc cười liền à. Xin lỗi nha, anh đi đái. Gì phải hy sinh cho nó chứ? Theo anh đi. Đi. Yên tâm. Đừng có đi mà. Yên tâm. Đừng có đi. Đừng có đi. Là gì? Không phải, tao cứu mày đây. Mà chú ba. Tao đã biết mày quá mà. Là chú hả? Ờ. Không sao chứ? Không có gì. Còn mày? Đâu có gì. Sao vừa sao bông quá vậy? Ờ. Sao vậy? Làm sao biết được? Đi về. Ờ. Nè. Sảnh tường, đại diện của Hồng Kông Thắng. Đại diện của Đài Loan anh Tả Tùng Tinh vì bệnh vắng mặt. 10 năm nay tôi chưa hề thắng thằng Hồng Quang. Lần này tôi nhất định phải thắng. Sao anh ngu quá vậy? Tại sao cho nó vắng mặt chứ? Ông chủ à, cái vụ quỷ mộng đã làm nó chới giới rồi, khó trách nó lắm. Tôi không cần biết. Nếu mà nó vắng mặt thêm một lần nữa thì nhất định nó sẽ bị sa thải. Lúc đó tôi sẽ cắt. Không cắt hả? Bị cắt thì kỳ lắm à. Đâu phải cắt của tôi, cắt của anh cho chó ăn đó. Ông chủ à, có hy vọng tìm lại được quỷ mộng không? Tôi đâu biết, không chừng nó chết rồi đó. Tên à, mày lại khổ về tương tư nữa rồi à? Tương tư thì đâu có gì để nói, nhưng mà không biết cổ đang đâu đi. Tên à, chú à, chú đi về đi, đừng có lo cháu nữa. Tình yêu là cái gì chú không hiểu đâu. Tao không hiểu, tao còn hiểu hơn mày nữa đó. Lúc mà tao còn trẻ, tao đã trải qua biết bao nhiêu lần tình yêu rồi, chết đi sống lại rồi chết đi nữa. Nếu như mà có hơn một lần thì không có đáng quý. Mày mở mắt ra mà coi đi. Trên đời ngoài ý mộng ra, chứ không còn thấy cái gì nữa. Mày mở mắt cho to ra đi coi có được hay là không. Ủa? Không có được rờ. Cái này coi thì được, mà rờ thì không có được. Sao chú lại có hình của ý mộng vậy? Tao đi xin của ông chủ, dùng để an ủi cho mày mà thôi. Cho cháu đi. Cho cháu đi mà. Được rồi,
Bây giờ thì tao cho mày biết, tướng mạo của con người sẽ thay đổi. Nhưng mà không chừng mai mốt được tình yêu của mày thấm nhuần rồi á, thì nó sẽ được từ từ mập lên, mập lên. Cháu cố gắng để cho cổ tiếp tục mập thêm nữa. Tại vì nó vô mày với cặp bác khí, rồi nó từ từ nó sẽ biến thành như vậy nè. Đó, đây là cặp mắt của Y Mộng đó hả? Đúng. Mày không để ý sao? Trong mắt nó có mày đó. Cho thấy. Sự thật là vậy. Khi mà sống trong hạnh phúc rồi, nó sẽ cười hoài thôi. Cháu nhất định làm cho cổ vui vẻ hoài. Cười nhiều rồi thì cái miệng của nó sẽ tự nhiên dài và lớn ra. Hung hoài cũng lớn đó. Đúng. Cho nên chừng 5-3 năm sau, cái miệng của nó sẽ biến thành như vậy nè. Như vậy. Cái này là miệng anh đào của Ý Mộng hay sao đi? Mày có để ý không? Nó muốn mày qua hôn nó đó. À đúng ha. Cháu cảm thấy như vậy đó. Vì nó được mày thương nó, cho nên nó cảm thấy hãnh diện. Cháu sẽ cố gắng làm cho cậu cảm thấy tự hào và luôn luôn hãnh diện. Hãy mà thấy hãnh diện lỗ mũi sẽ lớn. Lỗ mũi lớn rồi thì là như vậy. Mày coi đây. 5-3 năm sau, Ý Mộng sẽ là như vậy nè. Có phải? Tin à? Mày có biết bây giờ mày làm sao không? Mày không yêu nó nữa, mày muốn đổi ý rồi. Mày không yêu Ý Mộng nữa. Tại vì Ý Mộng nó đã mập hôm trước, cho nên mày đã không yêu nó nữa. Vì nó thương mày nên phải làm như vậy, không ngờ mày đã định bỏ nó chứ. Không phải. Tình cảm của cháu đối với cổ không bao giờ thay đổi đâu mà. Được rồi. Vậy kể từ hôm nay, mày phải chấp nhận hình ảnh tương lai của nó. Người đàn bà đẹp sẽ thay đổi. Nhất là người đàn bà tắm trong sông yêu, thay đổi càng nhanh nữa. Nếu mà mày cảm thấy Ý Mộng không có thành rồi đó. Được. Tao xé tấm hình cho mày coi. À, chú à, đừng mà, đưa cháu đi, đưa đi. Đừng mà chú, trả lại cho cháu đi. Được, tao cho mày. Nhưng mà không phải trả tấm hình, mà trả con người. Ở đâu vậy? Ý Mộng, cô vô đây đi. Lên đi. Ý Mộng. Gần gũi em đi, gần gũi em đi. Không được. Gì cũng được. Tôi đã cố gắng lao mình vô, ráng làm cho được. Nhưng mà không được, cái mùi gì, có cái mùi gì hôi lắm. Mày nói cái gì vậy? Đi ra. Mất dịch muốn phá rồi hả? Nhìn thấy là ghét rồi. Mai mốt chị tiền với đạt đen còn còn ghét nữa hay không nè? Anh tin như là thần tiên sống nữa, kiếp sau của chúng ta khỏi cần lo. Chúng ta? Không phải là anh, vậy còn ai? Tin à, chú Ba còn nhỏ xíu đó, thay ông nội mày xuống Hồng Kông rồi. Thời gian sống chung với ba mày không có được lâu. Nhưng mà theo chú nhớ, ba mày là người anh rất là tốt. Ông thương tao lắm. Cho nên tuy rằng mày không phải là con của tao, nhưng mà tao thì lúc nào cũng coi mày như là con ruột của tao vậy. Xin lỗi nha chú. Cháu không ngờ là năng khiếu đặc biệt của cháu lại làm phiền người ta như vậy. Không phải là lỗi năng khiếu đặc biệt, mà lỗi ở Ý Mộng. Tại mày yêu nó quá cho nên làm năng khiếu của mày bị ảnh hưởng thôi. Kể từ ngày hôm nay mày quên nó đi, để mà lấy lại lòng tự tin, phục hồi năng khiếu của mày. Tình cảm của cháu bây giờ không cách nào kềm chế được đâu, vì cháu không có nơi nương tựa mà. Nhớ không, mày có thể gửi cho con Bình đó. Mày có quyền thương con khác mà. Không có được đâu. Chị Bình khác với Ý Mộng. Nữ thần tượng trong đầu của cháu là Ý Mộng, chứ không phải là chị Bình đâu. Ây da, vậy thì phải rồi, kêu tôi ra làm gái thì được thôi hả? Không phải. Ý Mộng là nữ thần có bao bì đàng hoàng. Bình cũng vậy thôi. Cổ được sao? Tôi được. Ta da. Tên à, mày chuẩn bị chấp nhận nữ thần trong mộng mày đi. Mình à, ra đây đi. Nữ thần dân chủ hả? Được à? Ý Mộng, sao lại con nách của người ta vậy? Đúng rồi. Tên là mày làm gì vậy? Cháu tìm được Ý Mộng rồi. Hả? Cái bớt dưới nách nè. Hả? Em ta đây. Được rồi đó. Anh Thảo Cà sao lại nhìn anh Tinh như vậy? Ôi, mặt gì đi ra ngoài kỳ lắm à. Vì tiền thôi mà. Mau đưa tay cao lên đi. Lên. Cũng may là cái bớt này không phải dưới đít. Tên à, đi chơi đi.